Nè, nói nghe nè, hồi tối qua tôi xúi người ta làm nhiều chuyện lắm nha. Trong cái xúi dục đó, nếu mà đạt được mục đích tốt thì tốt, mà xúi người ta làm chuyện xấu thì nó xấu vô cùng. Thí dụ như bây giờ mình xúi người ta ăn trộm ăn cắp, ăn cướp hay là lường gạt người khác, thì cái người ăn trộm ăn cắp ăn cướp hay lường gạt đó tội ít, mà cái người xúi tội nhiều hơn nha. Tối hôm qua trong một chương trình gây quỹ để xây dựng cái chánh điện của chùa Thiên Trúc ở tại San Jose, tôi xúi người ta đóng góp trên 70.000 đô la. Cái chánh điện chỉ cần khoảng 55-60.000 đô la nữa là xây xong. Vậy mà tôi xúi người ta cho tới 70.000 luôn. Như vậy chắc chắn năm nay chùa Thiên Trúc ở San Jose có được cái chánh điện. Xúi cái chỗ nào? Thí dụ như David Dương là CEO của California Waste Solution, là cái nơi mà biến chế những cái rác phế thải. Thì David Dương hứa cho chùa 5.000 để xây chánh điện. Tôi xúi David Dương cho thành 10.000 và cuối cùng David Dương chịu. Có cái anh Phật tử Thuận Thành của chùa Thiên Trúc tên là Nguyên Thuận, cái pháp danh Nguyên Thuận. Anh thấy cảnh khổ của chùa, hứa giúp cho chùa 10.000 đô la. Tôi xúi ảnh, thuyết phục ảnh, và anh đồng ý cho 20.000 đô la. Lee Sandwich thỉnh một cái tượng 5.000 đô la, sau đó tặng lại, và người khác thỉnh 4.000 đô la, 9.000. Tôi xúi có người cho thêm 1.000 nữa thành 10.000 luôn. Và trong chương trình tôi xúi nhiều người phát tâm để cúng dường và kết quả có được hơn 70.000 đô la. Có người sẽ hỏi rằng xúi như vậy đâm ra đặt người ta vào cái thế kẹt không? Dạ không có. Mình có xin phép trước. Mình chỉ nói mà người ta nghe hợp lý thì người ta cho vậy thôi à. Cho nên các bạn, trong đời sống cũng vậy. Ngày hôm nay tôi nói chuyện này để cho các bạn cùng vui với Việt Thảo. Một ngày các bạn không có chuyện bên lề hay là chuyện tâm linh để nghe là tại vì tôi bận bay tới San Jose và sau đó phải vô show liền, cho nên không thực hiện kịp. Nhưng một ngày các bạn không có chuyện bên lề xem, tôi đã làm được một việc rất là tốt luôn, đó là xúi dục người ta để mà xây cho xong cái chánh điện của một ngôi chùa. Nói cho các bạn nghe để vui. Và chúng ta thấy rằng trong đời sống có đôi khi mình cũng nên xúi người ta làm những chuyện mà người ta không biết. Thử đi, các bạn thử nha. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Các bạn nào muốn những câu chuyện của các bạn được Việt Thảo đọc lên, nhớ gửi về email cho Việt Thảo như cái địa chỉ của email đã từng nói. Ngày hôm nay mình có cái câu chuyện tiếng guốc gỗ của Tuấn Nguyễn Lê, câu chuyện người cũ năm xưa của Đức Tài, câu chuyện ma không đầu ở Houston của Hồng Thủy, câu chuyện bóng đè của Nhật ở Đài Loan và câu chuyện ma mùa mưa của Hà Thiện Quang. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 175 do Việt Thảo. Tôi nhận được bức thơ của Tuấn Nguyễn Lê vào ngày 31 tháng 8 năm 2019. Khi nói tới cái ngày tháng này thì các bạn thấy là những câu chuyện ma của các bạn gửi về cho Việt Thảo trong tháng 8 coi như có thể bữa nay là mình đọc xong và sau đó mình qua tới tháng 9 và những tháng về sau. Con xin chào chú Việt Thảo, con chúc chú Việt Thảo cùng các khán thính giả nhiều sức khỏe ạ. Sau đây con xin kể chuyện ma mà con đã từng gặp
và con xin phép được xưng là tôi. Câu chuyện tiếng guốc gỗ. Chuyện cách đây khoảng 3 năm. Đó là năm 2016, khi tôi mới từ Úc về lại Việt Nam. Khi về Việt Nam thì tôi phải tìm một ngôi nhà trọ để mà ở. Thực sự lúc đó, đối với tôi tìm một căn nhà trọ rất là khó. Tại vì cũng là cái khoảng thời gian mà các sinh viên nhập học, cho nên chính các sinh viên cũng đi tìm nhà trọ để ở. Nhưng cũng may mắn làm sao, cuối cùng tôi tìm được một cái phòng trọ với giá cả phải chăng và ở gần với trung tâm thành phố. Tôi sắp xếp và tranh thủ chạy đến để coi qua cái phòng trọ và nếu được thì tôi đặt tiền cọc. Khi tới nơi thì cái căn phòng trọ đó nằm trên tầng thượng của một căn nhà. Đối với tôi thì tôi thích cái phòng trọ nào không chung với chủ nhà. Tại vì những lần đi sớm về muộn nó có thể làm phiền người ta rất nhiều. Thì cái căn nhà trọ này, cái lối đi lên căn phòng nó có một cái cầu thang bằng sắt ở phía bên hông căn nhà. Có điều thì cái cầu thang này ở ngoài do mưa, gió, do thời gian, thời tiết nó cũ kỹ, nó rỉ sét rồi. Nhưng mà tôi cũng thấy yên tâm một phần vì tôi sẽ không làm phiền người chủ nhà nếu tôi về trễ. Tôi leo đến phòng thì tôi thấy đó là một căn phòng đủ rộng cho một người ở. Nó có cả nhà vệ sinh ở trong phòng. Và có điều phòng được sơn và lát gạch nhìn cũng khá mới. Phải nói tôi rất may mắn đã tìm được một căn phòng vừa ý mà giá lại rẻ. Có cả phòng vệ sinh ở trong. Nhưng có cái điều làm tôi khó chịu là cái cửa sổ của căn phòng này nó lại không được mở mà được lắp kín lại bằng gạch. Cái này làm cho tôi hơi ngột ngạt tại vì tôi thích căn phòng có nhiều không khí và mở ra cho thoáng, cho mát, cho có ánh sáng lùa vào. Nhưng thôi, cũng phải đành chấp nhận vì với cái giá cả và căn phòng theo mình thích, chỉ có điều không thích chỗ cái cửa sổ thôi. Tôi đặt tiền cọc vào buổi sáng, thì ngay buổi trưa hôm đó tôi đi mua một số đồ dùng cá nhân. Có một điều xảy ra ngay đầu tiên, khi tôi mang đồ đạc về tới căn phòng, vừa bước chân vào phòng, đặt những cái đồ đạc, đồ dùng đó để xuống ở một góc. Tôi ngồi xuống nệm thì tôi có cảm giác sợ. Cái nỗi sợ bâng quơ không biết từ đâu nó xâm chiếm. Trong phòng không có gì cả, nhưng cái cảm giác làm tôi ớn lạnh và sợ. Ngồi nghỉ một chút, tôi quyết định đi tắm. Phải nói căn phòng tắm rất là sạch sẽ. Nhưng mà lại một lần nữa, khi bước chân vào phòng, tôi lại có cảm giác sợ. Nói tới đây, tôi xin ngắt ngang câu chuyện. Các bạn đang theo dõi, để tôi nói cái cảm giác của tôi. Ngay trong lúc này, tôi cũng có cảm giác sợ. Mặc dầu tối hôm qua tới giờ, tôi đã ngủ trong căn phòng này. Và theo thủ tục nha, tôi đã vào phòng, tôi đã gõ cửa và mở phòng và tôi cũng có nói. Cho tôi ngủ đỡ hơn đây, mai tôi bay đi rồi. Tối nay tôi làm việc giúp chùa. Cho tôi ngủ yên giấc nha. Tôi ngủ yên thiệt, nhưng cho đến bây giờ cái cảm giác tôi vẫn sợ. Sợ đây không phải là sợ như ai làm mình như thế nào. Nhưng cái cảm giác nó đến tự nhiên như vậy và tôi hiểu được cái cảm giác của cái người tác giả này, của người viết này, của Tuấn. Tôi biết trong căn phòng của tôi hiện giờ có cái gì đó. Nhưng mà có điều tôi đã chuẩn bị tâm lý trước, cho nên cho dù bất ngờ hiện ra hay tôi nhìn thấy, tôi vẫn giữ được cái sự bình tĩnh để tiếp tục công việc. Chỗ này tôi mở ngoặc, tôi nói về cái cảm giác sợ để chia sẻ với nhau. Tiếp tục trở lại với câu chuyện. Bước chân vào phòng tắm vẫn cảm giác sợ. Sau khi tắm xong thì tôi lấy cái laptop ra để làm việc. Và cũng tiện tôi gọi cho bố mẹ và kể rằng mình đã kiếm được căn phòng trọ giá rẻ mà lại đẹp đẽ sạch sẽ nữa. Lúc đó là khoảng 10 giờ 30 tối. Ở đối diện phòng tôi cũng có một cái phòng tương tự. Đó là
một cái gia đình có hai bé. Và hai đứa trẻ này nó đùa giỡn và nghịch ngợm la hét suốt cả một buổi tối. Tôi ở trong phòng mà nghe tiếng tụi nó chạy và đùa giỡn la hét. Thì tự nhiên hai đứa đang giỡn bỗng dưng nó im lặng hoàn toàn một cách đột ngột. Tôi không hiểu. Thường thường con nít đùa giỡn, cha mẹ rầy la hay kêu nó ngưng. Hay là thí dụ, nghe tiếng con chó sụ tụi nó hoảng hồn dừng lại. Đằng này không có, đang giỡn tự nhiên ngưng mặt. Tôi lấy làm lạ. Tôi mới nghiêng đầu ra cửa, tôi nhìn sang nhà đối diện. Thì nhà bên đó đóng cửa, tắt đèn, tối om, người ta đang ngủ hết rồi. Tôi lấy làm lạ là tôi không nghe có tiếng mẹ của nó, hai đứa nhỏ gọi tụi nó vào. Tôi cũng không nghe tiếng ai la rầy. Mà tự nhiên đùng một phát, hai đứa nhỏ nó im bặt, rồi nó đi vào nhà mà không nói không rằng. Thì lúc đó tôi nhìn đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Thôi, để qua chuyện đó, tôi ngồi vào laptop tôi làm việc. Làm được một lúc thì cũng mỏi mắt. Với lại, sáng mai tôi còn phải thức dậy để có một buổi học. Tôi tắt laptop đi nằm ngủ. Khi tôi nằm lim dim chưa kịp đi sâu giấc ngủ, tôi đã bị đánh thức dậy bởi cái tiếng đi, cái tiếng chân khá to. Cái tiếng chân này nó đi nghe lọc cọc phát ra từ phía cái cầu sắt, cái cầu thang sắt đi lên phòng tôi, giống như có ai mang đùi guốc gỗ mà đi lên đó vậy. Phải nói phòng tôi là nghe rõ nhất cái tiếng từ cầu thang. Vì phòng tôi nằm kế ngay bên cái cầu thang. Cái tiếng đi lọc cọc như mang guốc gỗ nó làm cho tôi khó chịu. Nhưng mà tôi cũng lắng nghe ai giờ này mà leo lên cầu thang sắt mà đi lọc cọc. Thì cái tiếng lọc cọc đó đi lên cho tới ngay chỗ căn phòng của tôi, gần cửa phòng tôi thì im bặt giống như đứng lại vậy. Tôi lúc ấy bắt đầu hơi lo sợ, nhưng cũng mệt. Thì tôi nằm tôi suy nghĩ thôi, và có lẽ do mệt quá, tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào, ngủ thiếp đi lúc nào mà tôi không biết. Ngủ cho tới sáng hôm sau thì tôi có gặp bà chủ nhà, tôi mới hỏi. Ủa, cô à, sao mà tối hôm qua cô lại đi thắp nhang trễ vậy? Tôi hỏi câu này là tại vì phía bên phải của căn nhà đối diện có một cái bàn thờ Phật Quan Âm. Và lúc đầu khi xem phòng thì bà chủ có nói là hàng đêm bà hay leo lên lầu để thắp nhang ở trong cái căn phòng đó, cái chỗ bàn thờ đó. Thì khi nghe tôi hỏi là tại sao sao tối hôm qua cô lên thắp nhang trễ, thì bà chủ có nói hôm qua cô thắp nhang lúc 8 giờ tối mà đâu có trễ gì đâu con. Khi tôi nghe bà chủ kể đến đây thì tôi lo sợ thật sự, và bắt đầu cái đầu tôi nó nghĩ lung tung chuyện rồi. Nhưng lúc đó thì cũng cần phải đi ngay, cho nên tôi lại dắt xe ra khỏi nhà để đi công việc mà không tiếp tục nói chuyện với bà chủ. Khi tôi vừa dắt xe ra thì tôi gặp cô hàng xóm lúc đó đi ngang qua, cậu mới bắt chuyện với tôi. Và cái câu hỏi của cậu vừa gặp đã hỏi liền. Ủa, con mới chuyển tới hả? Hả con? Như vậy thì cô cũng đã biết tôi mới chuyển tới. Tôi mới vui vẻ trả lời. Dạ, con mới chuyển vô hôm qua đó cô. Và cái câu cô hỏi mà làm tôi sững sờ là cô hỏi. Ủa, bộ con ở được hả? Cái gì kỳ vậy? Đâu có cái gì đâu mà ở không được. Cho nên tôi mới hỏi, ủa có chuyện gì hả cô? Thì lúc đó tự nhiên cô ấp úng. Cô nói, à thì cô thấy con dễ thương, à, lại mới chuyển tới cho nên cô hỏi vậy đó mà. Rồi, tôi xin phép cô tôi đi. Tôi đi học
mà trong đầu cứ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tôi kể cho người bạn của tôi, thì nó bảo là tối nay nó sẽ qua để ngủ chung với tôi, để xem coi có cái gì xảy ra hay không. Có lẽ một phần nó cũng không tin tưởng tôi lắm, và một phần nó cũng nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì nó muốn chính mắt nó, chính tận mắt nó chứng kiến. Tối hôm đó nó sang ngủ với tôi, và hai đứa cùng nhau chơi game cho tới khuya, cho đến mệt rồi thì mới đi ngủ. Đang nằm ngủ thì tôi lại bị đánh thức bởi cái tiếng chân đi lọc cọc đó nữa. Và lần này, cái tiếng chân này không dừng lại ngay chỗ cầu thang kế cạnh phòng tôi, mà nó dừng ngay trước cửa phòng của tôi luôn. Tôi mới khều, tôi gọi bạn tôi dậy. Tôi hỏi là có nghe tiếng gì không? Thì nó nói không nghe. Rồi nó lăn qua nó ngủ tiếp. Lúc đó thì tôi lấy hết can đảm, tôi mới rón rén đi ra mở cửa phòng. Và tôi nhìn xung quanh thì không có ai cả. Tôi mới vừa thoáng nhìn qua không có ai thì lúc đó tôi thấy có một chú chó nhỏ của chủ nhà chạy lên. Phải nói con chú chó đó thì nó thích tôi lắm. Thường ngày tôi mới gặp thôi, nó đã thích rồi. Nó hay chạy lại và tôi hay vuốt ve nó. Nên nó thấy tôi, nó chạy lại, nó vẫy đuôi. Rồi tôi ngồi xuống, tôi xoa đầu nó, rồi tôi mới nói: có phải mày chạy lên mày làm ồn nào, có phải không? Khi tôi vừa nói chuyện với con chó, tự nhiên tôi nghe sau lưng tôi một cái tiếng cọc nữa. Tôi giật mình và tôi quay lại nhìn, thì tôi không thấy ai cả. Lúc đó thì chú chó nhỏ đã bỏ tôi chạy xuống dưới cầu thang. Thì tôi nhìn theo nó, tôi thấy nó nhìn lên tôi, nó gầm gừ, rồi nó sủa rất to. Phải nói tôi rất sợ cái cảnh tượng này, khi chú chó nhỏ lúc đầu không có sủa, không gầm gừ, mà sau khi nghe cái tiếng cọp sau lưng rồi, chú chó nhỏ bỏ chạy xuống cầu thang và nó ngoái nhìn lại tôi, nó gầm gừ và nó sủa. Thôi, tôi rút ngay vô phòng đóng cửa lại, rồi tôi nằm sát thằng bạn tôi, nhắm mắt để mong cho qua đêm. Sáng hôm sau thức dậy thì tôi có kể lại chuyện tối hôm qua cho thằng bạn nghe. Tôi có hỏi nó lần nữa thì nó xác nhận nó không nghe cái tiếng gì lộp cộp cả. Có điều tôi biết và nó cũng nói nó không phải là thuộc dạng ngủ say. Nếu có tiếng động gì thì nó đều nghe hết. Thật sự nó không nghe cái tiếng ai đi lộp cộp ở cầu thang như tôi kể. Nhưng nó chỉ biết là lúc tôi đánh thức nó dậy thì nó biết. Và khi nó tỉnh dậy, nó còn biết là tôi đã đi vào nhà tắm và đi vệ sinh. Nhưng có điều tối qua thì tôi lại không có đi vệ sinh. Trong khi nó khăng khăng là tối qua tôi có mở cửa phòng ra nhìn xung quanh, rồi tôi đi cọc cọc vào nhà vệ sinh. Phải nói khi nó kể đến đó, tôi nổi hết cả da gà lên. Tôi ra cửa phòng, tôi nhìn không thấy ai, tôi thấy con chó. Và sau đó tôi nghe tiếng cọp sau lưng, con chó bỏ chạy và nó nhìn tôi, nó sủa, nó gầm gừ. Như vậy thì ai ở sau lưng tôi đi nghe hay tạo nên tiếng động cái cọp, và ai ở sau lưng tôi mà con chó nó đã nhìn và nó sủa, nó gầm gừ như vậy. Và bạn tôi biết tôi ra mở cửa và nghe tôi đi lộp cộp vô phòng vệ sinh để đi vệ sinh, trong khi tôi lại không có đi. Phải nói tôi thật sự sợ. Và bạn tôi có khuyên là tối ngủ nên để cái con dao ở dưới gối để đỡ bị làm phiền. Rồi sau đó có gì thì mình đi cúng kiến, xin người ta giúp đỡ đừng có làm phiền mình nữa. Nghe lời nó, hai đứa tôi đi ra chợ mua một con dao. Và rồi tôi cũng có xin phép bà chủ nhà cho tôi cúng kiến vì tôi có gặp một số chuyện. Thì lúc đó tôi không hiểu sao thái độ của bà chủ có vẻ khó chịu. Và nhất quyết là cản không cho tôi cúng kiến gì cả. Vì bà bảo là ở đây không có ma quỷ gì hết mà cúng cái gì.
Đêm tối hôm đó tôi nghe lời bạn tôi. Tôi để con dao ở dưới gối và nằm ngủ. Phải nói thật sự khó khăn lắm. Bình thường ngủ thì tôi hay để cái tay ở phía dưới gối. Lòn ở dưới, nó ấm ấm êm êm, ngủ đã lắm. Bây giờ nếu tôi thò cái tay vô, con dao mới mua nó bén quá, lỡ đứt tay sao? Cái cảm giác đó, cái tâm trạng đó làm cho tôi rất khó ngủ. Lúc đó thì khoảng 3 giờ sáng. Phải nói là từ lúc tôi để con dao dưới gối cho tới giờ, không có nghe tiếng chân đó nữa. Nhưng mà tôi thực sự rất mệt và tôi muốn ngủ. Mà chính vì cái cây dao đó làm cho tôi khó ngủ quá thôi, tôi mới kéo con dao ra. Tôi bỏ ra kế ở bên để tôi nằm ngủ, tôi thọt tay vào. Khi lúc tôi vừa bỏ con dao ở dưới gối ra, thì lập tức tôi nghe con chó sủa rất to và gầm gừ có vẻ dữ dằn lắm. Và tôi nghe rõ cái tiếng cọc cọc đó lại đi rất nhanh trên cầu thang và đi rất mạnh nữa. Làm như từ nãy giờ chờ đợi và đúng lúc là đi một cách vội vã. Nghe tiếng chó sủa và tiếng đi đó tôi sợ hãi lắm. Tôi lấy con dao tôi đút lại dưới gối. Thì tôi vừa để lại dưới gối thì lập tức con chó nó ngừng sủa và không còn nghe tiếng chân đi nữa. Tôi sợ hãi và trùm chăn kín người, miệng thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật niệm suốt như vậy. Đó là lúc mà tôi sợ muốn phát khóc. Khi cái cảm giác có ai đó đến thật gần mình, cho nên tôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm cho đến khi mà tôi nghe có tiếng chân người đi lại ở phía dưới nhà, thì lúc đó cũng gần 7 giờ sáng, tôi mới yên tâm và nhắm mắt ngủ được. Ngày hôm sau, tôi dọn dẹp nhà và bỏ đi, tôi không quay lại đó nữa. Chỉ sau 3 đêm ở trong căn phòng đó, mặc kệ là tiền cọc tôi đã đóng, và tôi có hỏi thì bà chủ từ chối trả lại. Mãi về sau thì bạn tôi mới có nói, lúc mà nhìn phòng đó, ở ngay phía cửa phòng tắm, nó có thấy bóng dáng của một đứa trẻ. Vì sợ tôi sợ nên nó không nói ra. Và đó là lần cuối tôi bén mảng tới khu gần khu nhà đó. Chú Thảo ạ, con kể lại mà con vẫn còn rùng mình sợ. Đó là lần đầu tiên con gặp những trường hợp đáng sợ và không có lời giải thích như vậy. Con xin lỗi nếu hành văn của con không được hay như nhiều người khác. Nhưng con vẫn mong đóng góp phần nào câu chuyện của mình vào kho tàng chuyện ma dân gian của chú ạ. Con cảm ơn chú và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của con. Con chúc chú và mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Các bạn đang theo dõi kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 175. Và đây là câu chuyện thứ hai, câu chuyện người cũ năm xưa của Đức Tài. Với cái lời đầu tiên là con muốn gửi cho chú câu chuyện do chính con đã chứng kiến và trải qua. Bức thư này Chị Thảo nhận được vào ngày 27 tháng 8 năm 2019. Xin chào chú Chị Thảo, con tên là Đức Tài, năm nay con vừa 20 tuổi. Lời đầu tiên con xin kính chúc chú Thảo thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Thưa chú Thảo, đây không phải là câu chuyện tự con bịa đặt hay con tự suy diễn ra, mà có thể gọi đó là một kinh nghiệm của bản thân con. Câu chuyện người cũ năm xưa. Hôm đó là ngày 11 tháng 2 năm 2017. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người chắc có lẽ không một ai mà quên được những cuộc tình đầu. Ngay cả con cũng vậy. Tháng 2 của năm đó, chỉ sau Tết Nguyên Đán khoảng hơn một tuần, thì những ngày trước đó con có quen một cô bạn gái, cô ấy cũng bằng tuổi con. Thời gian đó con đang làm việc cho một công ty cắt tóc tên là 30 Sai, Thody Sai. Cô ấy quê ở An Giang, Ba Thê, núi Sập. Do là có những chuyến con cùng những thằng bạn cũng làm nghề cắt tóc với con, tụi con cứ mỗi tháng thì dành ra từ 2, 3, 4 ngày đi về miền Tây để cắt tóc từ thiện.
Hôm đó khoảng hơn 4 giờ chiều, trong khi con đi dạo ở phía chân núi thì con đã gặp cô. Cô ấy là con của một gia đình cũng khá giả, không khá giả mấy. Ở nhà thì có bán quán cà phê nhỏ. Có một lần con ghé vào uống, thì con kêu một ly cà phê, cô ấy bưng ra, và lần đầu tiên gặp mặt, con đã yêu cô ấy. Dần dần thì cái tình cảm đó được đong đầy hơn. Tụi con quen nhau tầm cỡ khoảng một năm. Con nhớ hôm đó là tháng giêng của năm 2018. Cô ấy có hẹn con ra công viên để muốn nói chuyện với con. Con nghĩ trong bụng, chắc rủ mình đi xem phim. Nhưng mà khi đến nơi con gặp thì mọi chuyện không giống như con suy nghĩ. Vừa gặp mặt cô ấy nói đi. Gia đình của em bắt em đi lấy chồng nước ngoài. Thôi thì xem như duyên nợ mình đến đây là hết đi em. Thật sự mà nói lúc đó tôi không còn sức để mà đến. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy. Thôi thì biết nói gì bây giờ, coi như số phận mà chấp nhận. Bẵng đi một thời gian mới gần đây thôi, khoảng tháng 6 của năm 2019, lúc đó con đang ở Sài Gòn. Tối hôm đó khi con đi chơi vừa về, tầm cỡ hơn 12 giờ tối, khi con đang chạy xe từ phía khu vực chỗ siêu thị Aeon quận Bình Tân, thì con thấy cổ đứng bên một góc đường, nhìn về hướng nhà con và khoảng cách chỉ có hơn 100 mét. Lúc đó con rất mừng và cũng lấy làm lạ, con mới chạy sát lại để con hỏi thăm sức khỏe của cổ. Và phải nói gặp thì mừng, muốn gặp. Vừa lại gần thì con bỗng giật mình, bởi vì lúc này cô nhìn rất là xanh xao. Giống như là một người đã lâu rồi không ăn uống hay nhịn ăn vậy. Con mới cất tiếng hỏi, ủa em đó hả, dạo này em có khỏe không? Sao mà đứng đây, sao không về nhà? Thì cổ nhìn con và trong ánh mắt đó con thấy rõ ràng, hình như có một cái sự cầu cứu hay kêu giúp đỡ. Rồi cô ấy nói, anh ơi, anh có thể về nhà ba mẹ em để kêu lấy xác em về Việt Nam không? Em đã chết rồi. Lúc ấy tôi tưởng cổ nói chơi, vì lâu ngày cũng không gặp nhau. Một lúc sau thì con nhìn cô ấy, mà cô ấy chỉ mặc có cái quần jean và chiếc áo mỏng. Nên con nói thôi, ở lại đây em đứng chờ anh một chút, anh vô nhà anh lấy thêm chiếc áo khoác cho em, rồi chở em về nhà dì Tư. Về nhà dì Tư cách nhà con tầm khoảng 5 cây số. Con quẹo ngay vào nhà và lấy ra chiếc áo khoác, trở ngược lại chỗ cô đứng. Thì khi con vừa chạy đến, không biết cô ấy đã đi đâu từ lúc nào. Lúc đó con không nghĩ ngợi nhiều, con chỉ bán tính bán nghi. Con cũng hự không hiểu sao. Thôi, con quay trở về nhà vì cũng đã quá khuya. Nó cứ ẩn hiện trong đầu cái suy nghĩ hoài, cái lời nói của cổ, và cổ đã có chồng đi ngoại quốc, tại sao giờ này lại đứng ở đây? Nó cứ lẩn vẩn trong đầu cái suy nghĩ đó. Thì tầm cỡ khoảng chừng 2 giờ sáng khi con đang ngủ thì chợt nghe có tiếng gọi từ ngoài cửa trước nhà con. Con cũng ngạc nhiên. Con nói, ủa giờ này ai gọi mình? Con mới chạy ra mở cửa thì con lại thấy cô ấy đứng chờ sẵn ở đó. Và rất nhanh cổ ấy nắm tay con mà nài nỉ. Anh à, anh về nói với ba mẹ em là qua bên đó lấy xác em về được không? Em đã chết rồi. Khi nghe dứt câu nói đó thì con cũng giật mình và choàng mở mắt dậy. Như vậy thật ra thì con chỉ nhìn thấy cổ và tất cả chỉ là trong cơn mơ. Nhưng có một điều
khiến con phải khựng lại trong cái suy nghĩ của mình. Đồng ý là gặp cổ kêu cửa, ra gặp cổ nắm tay, nó là trong giấc mơ. Nhưng hồi nãy chạy về, lúc 12 giờ đêm, thì cổ đứng ngay ngoài đường. Vậy thì có thật sự là cổ hay nó là trong giấc mơ? Tại sao nó thật đến như vậy? Sáng hôm sau thì con quyết định bắt xe ngay về An Giang để kể cho gia đình cô ấy nghe về cái việc đêm qua con đã gặp cô ấy. Khi đến An Giang, đến tận nhà, con ngồi kể chuyện thì ba cô ấy giang tay ra đánh con, rồi còn chửi. Bộ mày không lấy được con gái tao, rồi diện cớ đến đây kiếm chuyện hả mày? Xong ông đuổi con về. Con có nói thêm, thưa bác, con cũng đọc qua nhiều bài báo cũng như kể cả đài truyền hình cũng có nói. Con thấy có những sự việc khá nhiều, nó cũng tương tự giống như vậy. Xin bác hãy kiểm tra xem coi như thế nào. Có lẽ câu nói đó đã lọt vào tai của bác trai. Sau đó thì bác cũng gọi qua hỏi thăm. Thông thường thì sẽ gọi bà cô ấy bằng Zalo video, lần này gọi không được. Liên lạc cũng không được mới chuyển sang gọi thẳng của bên nhà chồng cô ấy. Nhưng mà cũng chẳng liên lạc được. Lúc này, thật sự mà nói, cái nỗi lo sợ bắt đầu ùa đến. Ngày hôm sau, gia đình cô ấy quyết định đi sang bên đó để xem thế nào. Thì quả thật kết quả không có ngoài sự suy nghĩ trong đầu của con. Cô ấy đã bị chồng hành hạ cho đến chết. Vì do gia đình bên đó cũng có thế lực, mình không biết kiện cáo thế nào đây, rồi cũng đưa xác cô ấy về Việt Nam để chôn cất. Ngày đám tang cô ấy, con cũng có đi dự và nghĩ lại nơi đó. Định bụng là ngày mai sẽ về Sài Gòn để trở lại với công việc thường nhật. Tối hôm đó, con nằm trên chiếc võng bên hông nhà. Thì trong giấc mơ, con thấy cô ấy đứng bên cạnh con kêu và nói: em rất cảm ơn anh vì đã giúp em. Em cũng muốn chào tạm biệt anh để anh đi. Khi vừa nói xong thì cô ấy tan biến, là con cũng vừa giật mình thức dậy. Đồng hồ lúc đó đã hơn 5 giờ sáng. Tự dưng nước mắt lại tuôn ra. Là vì người mình yêu thương ngày nào giờ này đã nằm ở đó và vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Thưa chú, những gì có lẽ như mình đang thấy thì chưa chắc nó là đã là như điều mình vừa thấy, như câu chuyện trên con vừa kể. Một lần nữa con cảm ơn chú Thảo đã nhận được thư của con và đọc lại để chia sẻ cho các bạn được nghe. Con xin cảm ơn chú Thảo và chúc chú luôn có nhiều sức khỏe. Ký tên Nguyễn Đức Tài. Quý vị và các bạn đang theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 175 với Việt Thảo. Đây là câu chuyện thứ 3 có cái tựa đề là Ma Không Đầu ở Houston, Texas của Hồng Thủy. Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 1 tháng 12. À, cái này là tháng 12 chứ không phải tháng 8. Nhưng mà tại sao có ngày hôm nay? Là vì thấy câu chuyện ngắn Việt Thảo xê vào để kể luôn. Hello chú Thảo, chú có khỏe không? Thanksgiving vui hả chú? Con tên là Hồng Thủy. Không hiểu sao má con lại đặt tên con là Hồng Thủy nữa, giống như trận tsunami vậy đó. Dạo này thì con có coi mấy chuyện ma bên lề của chú ở trên YouTube, nghe ghiền thiệt luôn á. Rồi sợ luôn nữa, sợ mà lại thích nghe chứ. Và con có chuyện này mới xảy ra hồi tối November 27, 2019, tức là ngày 27 tháng 11 năm 2019, tối Thanksgiving Eve, tức là một đêm trước ngày lễ Thanksgiving ở Mỹ. Chính mắt con thấy, mà trong đầu con cứ suy nghĩ hoài về chuyện này, không biết ma hay người nữa, mà mỗi khi con nghĩ đến là lại thấy ớn ớn ở trong đầu. Tối thứ tư là November 27, 2019, tức là
27 tháng 11 năm 2019. Con và gia đình lái xe lên Houston chơi và ở lại đêm trong khách sạn Hyatt Place nằm trên đường Alabama Street. Khách sạn này chú cũng đã từng ở rất nhiều lần khi có dịp về làm MC cho các show ở tại Houston. Lúc đó khoảng gần 10 giờ đêm, con mới dắt con chó xuống đường để nó đi vệ sinh. Chứ lỡ nó đái ỉa trong phòng là hôi lắm. Phải nói, khi dắt chó đi xuống đường đi vệ sinh, không phải là mình dắt nó muốn tiểu muốn tiện gì bỏ đó, không phải. Mình dắt nó đi vệ sinh ở dưới đường thì có thiệt, nhưng mình phải mang theo cái bọc ni lông để mình hốt hết tất cả những cái gì dơ của con chó thải ra, rồi mình đem cột chặt nó lại mới cho vào thùng rác. Thì ở đối diện khách sạn là bên kia đường có một cái bus station, nó nhỏ thôi, tức là một trạm xe bus. Nơi đó có nơi thì nó làm có cái mái che cho người ta ngồi tránh mưa nắng, có nơi không có, chỉ có cái ghế thôi. Có nơi có những cái bảng để bus station mà không có mái che, không có ghế ngồi, chỉ đứng đó mà chờ. Thì con mới dắt con chó đi vòng bên đường. Con mới dắt con chó đi vòng bên đường và lúc sau thì con dắt con chó tới ngay cái bãi cỏ nhỏ ở sau lưng trạm xe bus. Nó cách nhau khoảng có 10 bước chân. Và con nhìn vô trạm xe bus từ phía sau, con thấy một người đàn ông cao lớn, mặc quần jean, ống suông, tức là ống rộng xuống như thế này, chứ nó không có hẹp bó, mà đang ngồi đợi xe bus, và kế bên thì lại có một cái vali. Có điều, con không thấy cái đầu của người này. Con nhìn hoài, coi thử người đó có nhúc nhích không, mà cái người đó cứ ngồi im ru hả? Có thể ngồi cúi gục đầu xuống như thế này, cho nên con không thấy đầu. Hay là người đó trùm cái áo bên ngoài xuống lên cái đầu mà con không thấy đầu. Nhưng nếu có trùm xuống cũng thấy cái đầu nó nhô lên, đằng này không thấy gì cả, y như là người đó không có đầu vậy. Thấy cảnh đó con sợ quá, con ẵm con chó bỏ chạy về khách sạn. Khi về tới khách sạn thì từ khách sạn con nhìn qua, con cũng vẫn thấy người đó còn ngồi đó mà không có nhúc nhích. Lúc đó con sợ lắm, nhưng mà trong lòng tò mò, cứ muốn xem người đó là ai. Khi con vô bên trong khách sạn, con nhìn qua kính khoảng 10 phút, thì con vẫn thấy người đó ngồi bất động mà cũng không có thấy cái đầu. Con có kể cho má con nghe, và má con có nói đó là người chứ đâu có ma cỏ gì. Chắc là buổi tối trời lạnh, cho nên trong khi ngồi chờ xe bus, người ta mới trùm từ trên xuống cho nó ấm thôi. Con cũng hy vọng đó là người, chứ không phải là ma, mà càng nghĩ là càng thấy ám ảnh và sợ. Con có kể cho cô worker nghe, và họ nói chắc là ma đang ghé giang xe bus về nhà ăn lễ Thanksgiving. Làm con càng sợ thêm. Cảm ơn chú. Thank you. Have a great day. Cảm ơn Hồng Thủy. Nếu lúc đó mình có đủ can đảm rủ thêm một vài người, rủ thêm má, mình đi ra ngoài trước khách sạn, đến ngay chỗ trạm xe bus đó, nó gần bên, để coi cái người đó hay ai đó còn ngồi đó không? Nếu còn ngồi đó mình lợi mình coi thử coi, có phải ai đang chờ xe bus không? Hay là người nào đó thật sự đêm Thanksgiving chờ xe bus để đi về nhà? Quý vị và các bạn đang theo dõi Kho tàng Chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 175 với Việt Thảo. Đây là câu chuyện thứ tư, câu chuyện bóng đè của Nhật ở Đài Loan. Đây là
Cái thư Diệt Thảo nhận được vào 2 tháng 12 năm 2019. Con chào chú Thảo, con tên là Nhật, hiện con đang làm việc tại Đài Loan. Con rất vui khi được trực tiếp tâm sự với chú Thảo qua mail. Con không tin luôn, con không thể tin được. Vì con nghĩ rằng con chỉ có thể nhìn thấy chú qua màn ảnh thôi, chứ làm sao có thể tâm sự được như vậy với chú. Con rất vui. Nay con xin chia sẻ câu chuyện của con, nhưng con cũng không biết có phải là chuyện tâm linh không nữa. Xin chú cho con ý kiến nha chú. Tới đây thì Việt Thảo cũng xin chia sẻ một chuyện. Tôi chưa đọc qua chuyện này. Tôi chỉ thấy đó là một câu chuyện ngắn. Và tôi đọc. Cho nên phải tâm linh hay không tôi cũng chưa biết. Nếu phải thì phải, mà không phải thì các bạn cũng đừng trách sao cái chuyện này không có liên quan tâm linh mà để vô kho tàng chuyện ma nhé. Nhiều lần xảy ra chuyện đó. Có một điều là con nghĩ là con có thể nhìn chú qua màn ảnh thôi, làm sao có thể tâm sự được với chú vậy, như vậy với chú. Tại vì con không ở ngay cái thời điểm. Có một lần chú Thảo đã sang tận Đài Loan trong một chương trình live show có thu hình trực tiếp của Trung tâm Dân Sơn, Người Con Gái Trên Sứ Đài, hình như vậy chủ đề. Việt Thảo có nói chuyện trực tiếp, có làm phóng sự tại Đài Loan nữa. Rất tiếc, lúc trước đó chắc có lẽ con chưa qua làm việc ở Đài Loan. Nếu không mình gặp nhau. Và tự nhiên trong đầu tôi có một cái suy nghĩ ngay giờ phút này. Có thể có cái duyên nào đó, có dịp tôi qua Đài Loan để làm MC cho một chương trình ca nhạc nào đó cho đồng bào xem. Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau và tâm tình. Và thậm chí mình ngồi mình nhậu với nhau một bữa nữa nha. Để coi sắp xếp được qua Đài Loan nha các bạn. Rồi. Bây giờ câu chuyện của Nhật ở tại Đài Loan như thế nào? Chú Thảo ơi, hiện tại con đã và đang sống với hiện tượng này đã hơn 10 năm rồi. Con không biết tâm sự cùng ai. Trong thời gian gần đây con có xem được chương trình Chuyện Minh Lệ của chú. Con thấy những câu chuyện rất thật về tâm linh, nên con làm gan viết câu chuyện của con gửi cho chú. Và mong chú, các bạn, các cô, các chú, anh chị đang nghe, hiểu biết nhiều về tâm linh, hãy cho con ý kiến và chỉ cho con cách giải quyết. Chú Thảo ơi, năm nay con đã 37 tuổi, từ hơn 10 năm nay. Cứ cách khoảng 3-4 ngày trong lúc con lim dim ngủ thì con nghe như có cái gì đó nó bay vèo vèo qua đầu. Mỗi lần như vậy con đều bị chới với, lúc đó cả thân người con không nhúc nhích được. Giống như mọi người nói bị bóng đè, nhưng con cố nhướng mắt lên thì không thấy gì hết. Cảnh tượng trong phòng vẫn bình thường, không có bóng đen hay gì hết. Nhưng con lại nổi da gà vì lạnh sống lưng. Con cũng niệm Phật nhưng không có kết quả. Mỗi lần bị như vậy, con cố gượng dậy thì cả người con cứ rung lên. Thường con cố gượng đến khoảng 5-10 phút thì bật dậy được và trở lại bình thường. Nhưng khi nằm xuống mỗi lần chuẩn bị ngủ, hai mắt con vừa nhíu lại thì tiếp tục có tiếng vèo vèo và bắt đầu bị nữa. Không còn cách nào khác, con cứ để luôn như vậy. Con vẫn cố nhắm mắt để ngủ. Cho đến khi giống như có ngón tay ai khiều vào bắp chân con thì con giật mình và con thức dậy. Còn người khiều chân con cũng không biết là ai vì con ở trong phòng có một mình. Không phải là con bị ở nhà không, mà bất cứ ở đâu con cũng bị hết. Hiện tại con đang ở nước khác con vẫn bị. Chú Thảo và các cô chú, anh chị có cách nào để con không bị, không có cách nào để con không bị trường hợp này nữa, xin giúp con. Con đã sống cùng nó hơn 10 năm rồi. Tuy con không thấy gì khi bị hết, nhưng con vẫn sợ. Xin cảm ơn chú Thảo. Được tâm sự chuyện này ra con cảm thấy nhẹ lòng lắm. Con xin chúc chú Thảo và các cô chú, anh chị đang xem Chuyện Minh Lệ của chú Thảo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tại vì con có hỏi, cần sự tư vấn của mọi người. Thôi sẵn đây chú cũng nói, con thử như thế này. Làm việc thì làm việc. Cái trước hết, con ăn uống kiêng cữ trở lại. Chú nói đây hoàn toàn không biết con mập ốm nghe. Chú hoàn toàn không biết con hình dáng như thế nào. Sức khỏe của con ra sao. Chú nói trong trường hợp tổng quát, con ăn uống kiêng cữ.
ăn uống khỏe mạnh, healthy, và tập thể dục thường xuyên cho thân thể khỏe mạnh, rắn chắc. Rồi con đừng có nghĩ gì tới vấn đề bị đè không đè. Cứ ngủ một cách bình thường, thoải mái. Thứ nhất là để nhiệt độ trong phòng đúng theo cái điều kiện mình cần để mà ngủ cho nó ngon giấc. Nằm nơi rộng rãi, nghỉ ngơi, ngủ. Thì chú tin một ngày nào đó, cái tiếng dèo dèo trong đầu không còn nữa. Và con sẽ không bị đè nữa. Và cũng không có ai khiêu con thức dậy. Con ngủ cho đến khi đồng hồ reo con mới thức. Đừng bao giờ nghĩ ngợi rằng có ai đó đè mình, hay có ai kêu mình, hay cái tiếng động kêu trong đầu. Chú không giải thích tại sao, nhưng mà thử coi, rồi cho chú biết, con sẽ chấm dứt tình trạng này. Nhé, xin cảm ơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 175 với Việt Thảo. Và đây là câu chuyện cuối cùng trong chuyện bên lề hôm nay. Đó là chuyện ma mùa mưa của Hà Thiện Quang. Việt Thảo nhận được câu chuyện này vào ngày 14 tháng 8 năm 2019. Và như Việt Thảo có nói ngay từ đầu, có thể đây là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 175. Coi như chấm dứt những câu chuyện ma hay những chuyện tâm linh mà các bạn gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com gửi vào tháng 8. Sau đó Việt Thảo sẽ bắt qua những câu chuyện mà các bạn gửi về của tháng 9 năm 2019 và sau này. Nhé. Nội dung bức thư. Con chào bác Việt Thảo. Con là Hà Thiện Quang. Con chúc bác nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Con với mấy anh trong gia đình của con rất ghiền chuyện ma của bác. Từ giọng đọc cho tới lối kể chuyện. Phải nói thích nhất vẫn là những câu chuyện của bác kể hồi còn ở Đầm Dơi, Cà Mau. Nghe bác kể mà trong đầu mấy anh em tụi con hiện ra cuộc sống miền quê hồi xưa. Thiệt là thích gì đâu. Hôm nay con gặp lại được thằng bạn hàng xóm mà lâu rồi, con với nó không có gặp lại, vì nó chuyển đi nơi khác sống hồi mấy năm trước. Và khi gặp lại, làm con nhớ lại chuyện của nó gặp ma hồi đó. Hôm nay con xin gửi lại cho bác để mọi người cùng nghe và thưởng thức. Con được dùng danh xưng là Tôi để cho bác dễ truyền đạt, và câu chuyện có cái tên là Chuyện ma mùa mưa. Thời gian này thì tôi còn học cấp 3, mới lên phổ thông thôi. Vì cái nhịp sống ở miền quê cứ bình bình lặng lặng. Mỗi ngày nó trôi qua một cách chậm chậm yên ả. Cho nên tụi con nít choi choi như tụi tôi, ngoài đi học buổi sáng ở trường ra, thì nguyên ngoài ngày còn lại thường đánh rang, cho nên tụm năm tụm bảy đi phá làng phá xóm. Hết làm ná bắn chim bắn cò, hết đi câu cá mò ốc, thì chiều chiều xúm nhau lại đi thả diều hoặc đá banh. Còn nếu không nữa thì cũng tắm xong rồi đi lội theo chỗ mấy bụi dừa nước, đốn dừa nước ăn. Hay là leo những cây bần để hái bần, rồi có lúc bắt mấy con cá bóng nhảy về nướng muối ớt mà ăn. Tuy không có nhiều, làm cũng không ngon bằng mấy ông nhậu, nhưng phải nói cái tuổi trẻ rất là vui. Lúc này thì tôi không nhớ rõ là tháng mấy mà chỉ nhớ là đang giữa mùa mưa. Xóm của tôi là một xóm nghèo ở ven sông Cần Giuộc. Ngày xưa nhờ có cái bến phà thủ bộ ngang sông nên khu xóm này vào thời đó cũng đông đúc và sầm uất lắm. Nhưng mà từ hồi có cái cây cầu thủ bộ thì cái bến phà cũng bị dẹp luôn. Nó giống như là cái bến phà ở Cần Thơ hay là bến phà ở Mỹ Thuận. Thì khi cầu được xây lên, bến phà cũng còn hoạt động nhưng nó không nhộn nhịp như trước. Còn đằng này bến phà dẹp luôn vì cái cầu thủ bộ, cho nên cái xóm đông đúc nhộn nhịp hồi đó bây giờ cũng hiu hắt điều hiu.
Mấy người trẻ trẻ hay còn tuổi lao động thì hầu như họ đi nơi khác để kiếm sống làm ăn, đi làm công ở trên các thị trấn. Bây giờ ở đây chỉ còn là những người già ở nhà để trông cháu hay những đứa con nít quỷ như tụi tôi ở nhà đi học mà thôi. Tôi với thằng Phú là hai thằng bạn thân từ hồi học lớp 2 nhỏ xíu tới bây giờ. Nhà nó đó thì nó nối đuôi với nhà tôi. Mà vì nối đuôi với nhau, hai cái nhà xây mặt hai hướng khác nhau, cho nên sau hè nhà nó cũng là sau hè nhà tôi. Ở ngoài phía sau của hai căn nhà, nó tạo thành một cái khoảng sân nho nhỏ. Lúc đó thì nó sống với mẹ của nó, vì cha nó đã chết. Mẹ nó thì đi làm công nhân cho một công ty cũng không xa nhà lắm. Tôi thì ngược lại, tôi không sống với mẹ, mà tôi sống với ba. Ba tôi thì làm nghề tài xế, cho nên ổng chỉ có mặt ở nhà vào buổi sáng. Còn lại từ trưa hôm này cho đến sáng hôm sau thì ổng đi làm suốt. Hai thằng đều học buổi sáng nên hầu như cả ngày không có gặp được ba mẹ. Tôi nhớ hôm đó trời mưa rất nhiều. Phải nói là mưa dầm. Mưa mà người ta nói rằng mưa buồn thúi ruột. Chiều hôm đó thì tôi mới nói đi cắm câu về. Thì ai ở nhà nấy vì mưa nên không có đi đâu chơi được. Mà thật sự mà nói mưa buồn lắm. Rồi cũng không muốn đi đâu nữa. Mà có đi cũng có đi được đâu. Trời mưa dầm mà. Tôi mới lên cái máy tính ở bàn để mà chơi game. Tôi có rủ thằng Phú chơi chung nhưng nó nói nó mệt. Nên nó không có qua chơi. Mà muốn qua thì dễ lắm. Tôi chỉ băng ngang cái sân sau là vô nhà thôi. Thôi tôi cũng kệ. Tôi mới đeo cái headphone lên. Tức là mọi người ở Việt Nam gọi là cái tai phone. Tai phone là dịch ra từ cái chữ earphone. Headphone là cái đồ nghe gắn ở trên đầu. Earphone, ear là cái lỗ tai, là cái đồ nhét vô lỗ tai để mà nghe. Thì nó gọi là earphone, dịch ra tiếng Việt là tai phone. Tôi đeo cái headphone vô chơi một mình. Lúc đó mặc kệ mưa gió bên ngoài. Cho nên cái tiếng ồn nó cũng không có xâm lấn nhiều. Tại vì cái headphone nó che cái lỗ tai của mình. Tôi đang ngồi mãi mê chơi. Thì tôi nghe được cái tiếng đập cửa trước nhà ầm ầm. Nó đập lớn đến độ mặc dầu tôi đang chơi game mà tôi vẫn còn nghe được. Kèm theo là tiếng la của ba bốn đứa nhỏ. Những cái tiếng kêu đó kêu tôi một cách vội vã, hối hả. Và kêu tôi mở cửa. Anh Bột ơi, anh Bột, mở cửa cho tụi em lẹ lẹ đi anh ơi. Tôi không hiểu chuyện gì, tôi lật đật đứng dậy tôi ra coi. Mở cửa thì thấy đứng đầu là thằng Tí, rồi thằng Boy, rồi con Na, con Trúc với thằng Thế Anh. Nó đang đứng lố nhố trước cửa nhà tôi, mà đứa nào đứa nấy, cái mặt có vẻ khẩn trương căng thẳng. Lúc đó tôi chưa kịp hỏi chuyện gì, thằng Thế Anh đã đứng sau chót. Nó lẹ lẹ cúp lời của tôi. Nó nói đi đi đi, đi xuống dưới sau nhà coi anh Phú anh bị ma nhập kìa, lẹ lẹ đi anh Bột. Tụi em sợ quá, đứng bên nhà anh coi thôi. Tôi chưa kịp trả lời, nó chưa dứt câu thì tụi nó đã ùa vào nhà, chạy thẳng một mạch xuống dưới nhà sau, rồi đứng bu vào cái vách sau để mà coi. Cái chỗ mà nửa vách trên nhà tôi thì làm bằng cái lưới B40 để sáng sủa và thoáng mát cho căn nhà. Rồi cũng nhìn được ra sao hè. Tôi cũng chạy theo cái đám con nít còn chưa hiểu chuyện được gì. Thì thấy nhà thằng Phú lúc đó đã đông nghẹt người. Toàn là mấy dì mấy chú ở trong hàng xóm đứng vòng vòng ở trong nhà của nó. Lúc này hình như cũng giữa đêm rồi. Mà mưa vẫn còn. Thì tại sao lại đông người vậy? Lúc đó tôi thầm nghĩ, nhưng tôi cũng bước qua coi thằng bạn mình. Nó bị cái gì?
chen chân vô trong nhà. Tôi thấy giữa đám đông, giữa những người hàng xóm là thằng Phú đang ngồi đó. Nó ngồi ở trên giường mà hai cái chân nó để thòng ở dưới đất. Một tay thì nó bấu vào vô cái thành giường, còn một tay thì nó ôm Dượng Tám. Thì ông Dượng Tám cũng đang ôm nó. Rồi mọi người đứng nghe mấy bà hàng xóm bàn tán inh ỏi. Thấy tôi bước qua thì cô Chi là cái người nhà sát với cái thằng Phú mới nói: "Ê Bột, tối nay thằng Phú qua nhà mày ngủ đi. Nó mới bị ma nhát, nó không có dám ở nhà của mình đâu. Hai thằng bay á, thằng nào cũng ở mình ên, thì thôi để nó qua ngủ một đêm đi cho nó đỡ sợ." Bà bù lu bà lo, bà ra lệnh cho tôi như vậy luôn. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì lúc đó thằng Phú nó ngước mặt lên nó nhìn tôi. Bình thường nó có đeo cái kính cận mà bây giờ thì nó không có đeo. Hai con mắt nó hí hí đỏ que vì nó khóc, cộng thêm mặt mũi chèm nhèm làm tôi thấy tôi tức cười. Nhưng sau đó tôi cũng kềm lại rồi tôi nói: "Mày bị gì vậy mày? Mày làm như con gái vậy, thôi qua nhà tao chơi game đi." Nói xong thì tôi thấy mợ Tám, bà mới ôm mền gối của nó cùng với Dượng Tám đỡ nó đi qua nhà tôi. Mọi người cũng kéo nhau về cùng với những lời bàn tán. Tụi con nít kia thấy thằng Phú đi qua rồi, nó cũng chạy ra khỏi nhà tôi đi về nhà. Nói chung mọi người giải tán. Và cái chuyện ở đây cũng thấy trong cái xóm nhỏ như vậy, mọi người đều biết nhau hết. Ai cũng biết gia đình thằng Phú, hầu như ai cũng biết gia đình của tôi. Đường đi nước bước, sự việc gì xảy ra cũng biết hết. Sau khi thằng Phú vô nhà tôi rồi, thì Dượng mợ Tám sắp xếp chỗ ngủ cho thằng Phú xong cũng đi về. Và cũng không quên dặn dò tôi khóa cửa cẩn thận, khóa luôn nhà nó với nhà tôi. Lúc này thì cái máy tính tôi để đó, tôi đi mở tủ lạnh lấy chai nước cho thằng Phú. Lúc đó nó đang quấn mền mà nó còn run cập cập ngồi trên giường. Tôi ngồi bên kế tôi hỏi nó chuyện, kế bên đó tôi hỏi chuyện gì. Lúc này nó vẫn còn run giọng và sợ sệt, nói chuyện gần như muốn cà lâm. Nó nói: "Hồi tối tao tự nhiên buồn ngủ sớm, mày rủ tao chơi tao không có chịu. Tao ở nhà tao ngủ, tao mới tắt đèn văng bùng đi ngủ. Nhưng mà thực sự cũng không có ngủ liền, vì còn cầm điện thoại chơi điện tử với chơi Facebook." Trong khi tao nằm lăn qua lăn lại, cái chân tao chòi chòi đạp đạp, vô tình cái chân của tao đạp trúng một cái mớ tóc rất dài. Giống như là có cái người nào xỏ tóc dài ra, nằm ngược chiều với tao, cái đầu xây phía đối diện, thì cái chân tao đạp trúng lên cái tóc của người đó vậy. Tao hết hồn hết vía, tao ngồi bật dậy, tao mới lấy cái điện thoại tao rọi xuống chân coi có cái gì không, thì tao không thấy gì hết. Vậy mà lúc nãy cái chân tao giống như đạp tóc vào tóc của ai vậy. Lúc đó tao mới tự trấn an, tao nghĩ chắc có lẽ tao đạp cái chân trúng cái mùng. Nhưng mà bất ngờ cái cảm giác tưởng là tóc thôi. Sau đó thì tao nằm nghiêng hẳn sang bên trái để cầm cái điện thoại cho đỡ mỏi. Tao chơi một hồi cũng mỏi mắt buồn ngủ nên tao tắt điện thoại rồi nhắm mắt đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tao có cái cảm giác cái mái tóc hồi nãy dài đó tao đạp trúng là có thiệt. Hiện giờ cái mái tóc nó rất lạnh và nó đang lướt nhẹ trên cái cánh tay của tao. Lúc này thì tao điếng người hết. Điếng người vì tao quá sợ. Không có lý do gì có tóc ai mà giống như nó tựa lên cái cánh tay của mình. Rồi tự nhiên người tao nó cứng ngắc không có nhúc nhích được, mà mở miệng ra để la cũng không được.
Sau khi cái mái tóc đó nó lướt lên người tao, thì tao cảm nhận được có một người bước lên trên giường. Giống như cái người nào đó đang đứng ở bên cạnh giường, cúi xuống nhìn tao, và cái mái tóc dài nó phớt nhẹ lên người tao vậy. Rồi sau đó người này mới leo lên giường. Lên giường xong rồi mới đi vòng dưới chân phía của tao, rồi mới nằm xuống ngay sau lưng của tao. Phải nói ở nhà nó xài cái giường là sạp gỗ hồi xưa, nên hễ có ai mà bước chân lên là nghe liền tiếng rục rịch, mặc dù không cần mở mắt. Nó mới kể tiếp là cái người đó đi vòng dưới chân rồi nằm ngay xuống sau lưng tao. Tao sợ quá mà không có la được, thì trong miệng cứ lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, thì lại nghe sau lưng có tiếng trở mình làm cái giường kêu kèn kẹt thiệt lớn. Phải nói lúc đó tao muốn té đái luôn. Rồi tự nhiên tao khóc lớn lên, tao la lên được. Rồi hàng xóm nghe tiếng la khóc của tao mới chạy qua xô cửa vô nhà mà cứu được tao. Thằng Phú vừa run vừa kể lại. Lúc đó thì tôi mãi chơi game rồi thêm cái headphone nên không nghe được tiếng kêu cứu của thằng bạn. Nghe nó kể vậy tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Tôi cũng hỏi có thiệt không vậy hay là ngủ mớ rồi la làng. Nó lúc đó nó nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn còn sợ sệt. Nó mới nói, tao nói thiệt, tao còn chưa có ngủ mà. Tao mới bỏ cái điện thoại ra là bị liền. Mày đi đốt nhang bằng Phật rồi mở đèn sáng lên hết đi. Tao vẫn còn sợ lắm. Nó nằm bên nhà tôi rồi mà nó vẫn còn sợ. Và tôi chưa bao giờ thấy thằng Phú sợ hãi đến như vậy. Làm tôi cũng hơi bất an. Tôi cũng làm theo lời nó cho đỡ sợ. Nhưng mà sợ thì sợ, trong bụng vẫn còn cái gì đó chưa có tin hẳn. Đúng cái lúc mà tôi đi ra đằng sau để tắt đèn nhà sau, thì vô tình nhìn ra sau cái hè nhà nó, tôi phải đứng hình luôn. Tôi thấy có một thằng nhỏ, độ chừng 6-7 tuổi, nó mặc một bộ đồ thun cho con nít, nhìn rất cũ và lấm lem. Có điều quần áo nó thì dơ, nhưng da dẻ của nó thì không có dính dơ gì hết, rất sạch và trắng. Nhưng có điều nó không có trắng hồng như đứa con nít bình thường, mà da nó trắng xám nhét, hơi xanh xanh như lâu ngày không có giang nắng vậy. Nó đứng kế bên cái cột hiên sau nhà thằng Phú, một tay vịn cây cột. Nó giơ một cái chân nhỏ xíu ra, hứng nước mưa từ cái mái tôn ở sau hiên nhà chảy xuống. Cái hình ảnh mưa, nước mưa chảy xuống, thằng nhỏ vịn cây cột, mặt mày xanh lét, đưa chân hứng nước, như giỡn, như trêu những cái giọt nước mưa, những cái đường nước mưa chảy xuống từ mái tôn. Tôi nhìn thấy nó rõ ràng qua cái khung lưới B40 ở sau nhà, và ánh đèn chữ U từ nhà tôi rọi sang thằng nhỏ. Ủa, thằng Phú ở nhà có một mình, vì thằng nhỏ này là con của nhà ai? Giờ này lại ở trong nhà thằng Phú đứng dọc mưa. Từ trước tới giờ tôi không có thấy nó đâu. Mà nếu nhà tôi và nhà thằng Phú đều khóa cửa trước, thì không ai có thể đi ra phía sau hè này được. Vì thằng nhỏ này ở đâu mà nó chui ra? Một loạt câu hỏi thoáng qua trong đầu làm tôi giật bắn mình. Lúc đó thì tôi lại nghe tiếp theo giọng một người phụ nữ từ trong nhà thằng Phú, lúc đó đã khóa cửa và tắt đèn tối thui. Giọng người này rất lạ, tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng cái giọng nói người này nó như phát ra từ một chỗ xa xôi, ở hướng trong nhà thằng Phú, nhưng từ dưới giếng sâu mà nói giọng lên vậy. Vô ngủ đi con, dọc nước á mẹ đánh đòn á.
Vừa nghe tiếng la đó, thằng bé ngay lập tức quay lưng, bỏ chạy thẳng vô cửa sau nhà thằng Phú. Cái cửa sau nhà của thằng Phú mà hồi nãy tôi quên chưa đóng cửa, thì bây giờ thằng nhỏ chạy vô đó và cánh cửa từ từ đóng lại. Có điều cái cửa đó không phải là loại kéo ra kéo vô mà loại kéo ngang. Vậy mà nó kéo đóng lại được. Cái cửa đó không thể nào gió mái làm cho nó đóng được. Phải có lực của người hay ai đó kéo nó mới đóng lại được. Lúc đó tôi run lên vì sợ. Tôi chạy thẳng ngược lên nhà trên. Bây giờ mà nói cái mặt tôi cũng xanh lè xanh lét thôi. Thằng Phú hết hồn, nó hỏi tôi cái gì nữa vậy mày. Tôi không nói không rằng tôi bới trong đống mền gối tìm cái điện thoại rồi tôi gọi cho ba tôi. Tôi kêu ổng về gấp vì nhà đang có chuyện. Thằng Phú lúc đó nó cũng không hiểu chuyện gì. Nó cũng có vẻ mếu máo. Nó cũng run sợ và nó cứ hỏi tôi có chuyện gì. Lúc đó tôi nhảy lên giường ngồi sát bên nó cho đỡ sợ. Tôi cũng trấn an nó là không có sao đâu. Tại vì chính tôi cũng phải ráng giữ bình tĩnh. Tôi mới quay qua hỏi nó. Bây giờ tao với mày đi qua ủy ban xã được không? Tại vì bên đó có mấy anh công an với dân quân lúc nào cũng tức trực. Nên trong khi chờ ba tao về thì mình qua đó đông người đỡ sợ. Thằng Phú lúc này vẫn chưa biết chuyện gì. Nên nó không chịu. Nó nói thôi giờ tối thui à. Tao không có dám ra ngoài đâu. Thôi mày cứ ở đây với tao là được rồi. Tầm khoảng nửa tiếng sau thì tôi nghe tiếng xe của ba tôi. Tôi chạy ra mở cửa. Ba tôi dắt xe vô. Thấy thằng Phú trong nhà. Mà hai thằng đều thức. Ổng vừa hỏi mà như vừa chửi. Hai thằng bay làm cái gì mà còn không chịu ngủ, bộ mai không có đi học hả? Lúc đó tôi mới kể hết chuyện của thằng Phú, rồi chuyện tôi thấy hồi nãy, một đứa bé dọc nước dưới cơn mưa, ở ngoài sau nhà, mẹ nó gọi, nó bỏ chạy vào nhà. Rồi cái cửa tự động đóng lại. Lúc đó ba tôi mới pha trà, ổng ngồi uống trà. Một chút sau, ổng đi ra sau nhà, nhìn qua nhà thằng Phú. Rồi ổng đi vô nhà lấy ba cây nhang ra đốt, rồi cắm xuống miếng đất ở sau hè. Tôi thấy ổng gian giá gì đó lẩm bẩm trong miệng, xong rồi ổng đi vô. Ba tôi mới hỏi là hai đứa tôi có ăn uống gì chưa, rồi ổng đi nấu mì cho hai thằng tôi ăn. Đêm đó ba người chúng tôi ngủ chung một giường. Thằng Phú nó vẫn không có dám ngủ. Tôi cũng vậy. Và hai thằng nằm ở đó cho tới trời hừng đông. Khi ánh sáng xuyên qua cái vách lá, lúc đó mới dám ngủ. Qua hôm sau, mẹ nó về. Sau khi nghe kể lại, mẹ nó cũng làm lễ cúng bái rồi đi thỉnh được mấy lá bùa dán lên trên mấy cái cột nhà với mấy cái cửa cái. Tôi sau đó có nghe mấy người trong xóm truyền tai nhau là cái nhà thằng Phú đang ở trước đây là nhà của một gia đình mà có chồng là lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vợ ở nhà với hai người con. Đêm đó theo lời đồn nói là bị mấy ông ở trong ra giết chết. Thằng con lớn vì nhờ qua nhà ngoại ngủ nên nó thoát chết. Chỉ có người mẹ và đứa con bị chết trong căn nhà đó. Hồi xưa thì thời còn đất rộng, người cũng thưa. Thì những người ở đây vẫn thường hay thấy bóng dáng của một người phụ nữ ẵm một đứa con nít đứng ở cửa sau, nhìn ra hướng phía ngoài. Rồi sau này thì có cái ông tên là Thông Bính, là một người gan dạ trong vùng, mới đến lấy cái nhà bỏ hoang này, cải tạo nó lại rồi bán cho người khác. Nghe đâu thì sau cái lần đó ông Thông Bính, ông đã chết. Ông chết là sau một cái lần nhậu nhẹt với người mua nhà ở trong chính căn nhà đó.
Và gia đình của thằng Phú thì mua lại miếng đất với căn nhà đã qua mấy đời chủ rồi. Qua dạo đó thì đêm nào mẹ nó tăng ca, đi về trễ thì nó đều qua nhà tôi ngủ. Nó cũng hay bị bóng đè và bệnh vật này kia, nhưng thời gian trôi qua thì nó cũng quên bớt cái chuyện kinh hoàng đêm đó. Hết năm đó thì nó chuyển trường và chuyển nhà lên thành phố. Phải nói gặp lại nó, tôi rất vui. Bây giờ thì nó mập mạp hơn xưa. Nó không còn lầm lì, ít nói nữa. Hai thằng ngồi uống cà phê trưa, vô tình kể lại chuyện cũ. Mà cả hai đứa đều nổi da gà giữa trời oi bức. Đến đây con xin hết. Con cảm ơn bác Thảo đã xem và đọc chuyện của con, cũng như cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ký tên Hà Thiện Quang, viết từ Cần Giuộc, Long An, lúc 2:23 sáng ngày 14 tháng 8 năm 2019. Các bạn vừa theo dõi Kho Tàng Chuyện Ma Dân Gian Việt Nam kỳ thứ 175 với Việt Thảo. Và trong khi đọc lại những bức thư, những câu chuyện của các bạn, có nhiều lúc tôi phải ngưng lại vì cái tiếng máy bay đáp xuống phi trường. Bây giờ đã hừng sáng cho nên máy bay làm việc nhộn nhịp các bạn nghe. Máy bay đáp liên tục xuống phi trường ở San Jose, một thành phố rất đông người Việt Nam ở tại California, ở miền Bắc California, mà tối qua là nơi mà Việt Thảo đã làm MC cho một cái chương trình ca nhạc gây quỹ để xây cái chánh điện chùa Thiên Trúc như Việt Thảo kể ngay từ đầu. Bây giờ là sáng sớm rồi, cho nên máy bay đáp xuống phi trường liên tục mà các bạn nghe ồn. Xin lỗi các bạn, có những lúc tôi phải ngưng vì tiếng máy bay đáp lớn. Đối với tôi lỗ tai nghe lớn lắm, nó thu lại trong này là nghe hơi nhỏ đó. Thành ra nó bị phân tâm, tôi phải ngưng lại rồi mới đọc tiếp được nhé. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi Kho Tàng Chuyện Ma Dân Gian Việt Nam kỳ thứ 175 với Việt Thảo và các câu chuyện của các bạn đã gửi về. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyện bên lề kế tiếp. Và chuyện ma kế tiếp kỳ thứ 176 sẽ là 4 câu chuyện ma của Nguyễn Trùng Dương mà Nguyễn Trùng Dương đã gửi về cho Việt Thảo. Đó là những chuyện ma ở TK Plaza. Tiếng máy bay nữa. Chuyện ma khi đi tour, chuyện ma khi ở rừng biên giới Việt Cam và chuyện ma ở một trường đại học. Mời quý vị chuẩn bị để theo dõi một trong những người viết kể lại những câu chuyện ma mà các bạn rất yêu thích, đó là Nguyễn Trùng Dương, trong Kho Tàng Chuyện Ma Dân Gian kỳ thứ 176 lần tới. Thank you and I love you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện minh lề, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi, hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color, 3-in-1, duy nhất bây giờ chỉ có Aeon. Aeon là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành
Old Nail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Giờ Thảo xin được hân hạnh chứ. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn.